Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay bữa còn có quay một cái clip của chị đẹp á, cũng có một chị Mạnh Thường Quân 35 mực giấu kênh coi được cái clip của chị đẹp á. Nhờ còn đi mua nho Mỹ cho chị đẹp ăn. Đó, hôm nay còn sẽ ghé chợ Thiết. Đó, chợ Thiết là một cái chợ của người Hoa, đa số dân người Hoa, những người mà người Hoa hay là sinh sống khu quận 11 á hay là quận 5 đồ sẽ biết được cái chợ Thiết này nha cả nhà. Chợ này cũng nổi tiếng trong các chợ của người Hoa. Đó, hôm nay còn sẽ ghé chợ này mua một tí nho Mỹ cho chị đẹp. Giờ ghé qua chị đẹp xem chị đẹp có cần mua đồ dùng cá nhân hay là gì không để mua cho chị đẹp luôn. Đó, bây giờ còn sẽ đi vô chợ kiếm nho Mỹ mua cho chị đẹp nha cả nhà. Đó, còn đây là chợ Thiết. Đó, những anh chị bên nước ngoài á, chắc coi được clip này sẽ nhớ lại hồi xưa, cảnh hồi xưa của ở Việt Nam. Các bạn không biết cái cây nó bán khu vực nào để coi, để chạy vô lòng chợ xem sao nha cả nhà. Người đó giờ còn cũng chưa có vô chợ Thiết qua lần nào, còn chỉ chạy ngang qua mặt chợ rất là nhiều lần nhưng mà chợ còn chưa vô qua. Đó, trong đây bán cũng rất là nhiều. Nói chung người ta cũng đi chợ, giờ này cũng còn rất là nhiều người đi chợ nha cả nhà. Ủa, chị đây có bán nho Mỹ không chị? Cảm ơn chị. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn nha chị. Dạ 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 dạ. Cảm ơn chị. Đó, đây là cảnh vật xung quanh chợ Thiết. Đó, còn chúng chạy một vòng quay cho mọi người xem nha. Nếu chỗ nào có bán nho Mỹ thì còn sẽ mua luôn. Đó, đây cũng là lần đầu tiên còn dơ trong đây luôn. Thường là còn chạy ở đường mặt ngoài Phó Cơ Điều là sẽ chạy ngang qua chợ Thiết. Đó, đây cũng gần nhà chị Quý luôn nha, chị đẹp luôn. Đó, trước mặt chợ Thiết thì có bán vàng rất là nhiều. Rất là nhiều tiệm vàng luôn. Đó, nguyên dãy mặt trước của chợ Thiết là bán vàng suốt luôn. Đó, trong kia có bán nho Mỹ, người ta chỉ ra đây để còn chạy ra ngoài đây. Ở bên đây có một tiệm cái cây để còn vô hỏi thử. Chị đây có bán nho Mỹ không chị? Một ký nhiêu chị? Một ký nhiêu? Ký 170. 170 á? Em lấy nho xanh hay nho đỏ? Nho đỏ đi chị. Có bớt không chị? Em lấy 1 ký á. Có bớt không? Nó thiệt luôn hả? Thế lại ngon nha. Không ngon em lại em kiếm chị đó. Đó, giờ chị này cũng đang lựa dưới. Là một bọc như là 1 ký á chị? Dạ. Ký lô. 1 ký lô, đó đúng 1 ký nha cả nhà. Kem 7 đúng không chị? Ừ. Rồi lấy 1 ký. Còn cũng mua được 1 ký nho Mỹ cho chị đẹp nha. Bây giờ còn sẽ đem qua nhà cho chị đẹp luôn. Thôi rồi chị. Đó, giờ còn sẽ qua chị đẹp nha cả nhà. Bây giờ còn tới nhà chị đẹp rồi nha. Đó, giờ chị đẹp chắc đang làm việc ở trong nhà. Hay chắc vô lấy đồ hay gì đó cả nhà. Đẹp. Trời ơi, giờ cắm nữa hả? Cắm lâu chưa?
Tắm lâu chưa? Tắm lâu chưa? Trời, em có vô đâu trời. Cho vé 1 phút 30 giây đó. 1 phút 30 giây đó, tranh thủ đi. Giờ em đợi chế 1 phút 30 giây nè. Thôi chế cấm đi, em nói giỡn thôi đó nha. Chị đẹp, nãy em đi mua bịch trái cây nho Mỹ cho chị nè. Cái này cũng được không? Đó, nho nó từ bên đó. Mua từ bên Mỹ về đó. Một lá chế cùng. Mà nho này là để 7-7-49 ngày mới ăn được đó. Để 7-7-49. Trời ơi, không ăn. Bây giờ là thiệt ăn không có được đâu. Để 77 muốn cái này cũng được luôn đó nha. Cũng về cũng. Về cũng không. Rồi giờ chế thiếu gì đi, mua gì, mua chổi gì, mua gì nữa. Chổi với lại mua nước dừa chan với lại măng sủi. À, khúc xịt mũi. À, với lại nước đau nhà, nước dừa chan, mua chổi. Mua nước sâm, mua nước ngọt, mua nước thanh thanh. Ấy à, mua nước sung. Rồi ok. Giờ đi giờ chở chế đi nha. À. Bây giờ chế chuẩn bị đồ để đi nha cả nhà. Cúng gì cúng hoài vậy chế? Chế toàn tặng chế không cúng mà. À, ý là có trái cây là sẽ cúng không? Cúng nay cúng là cúng gì? Cúng gì mới được? À. Rồi thôi khóa cửa coi điện nước cắt chưa? Dạ chưa? Thôi giờ tới tiệm bán chổi rồi, dẫn chị đẹp đi mua chổi nha cả nhà. Nhiêu cây vậy? 35 ngàn. Cái này, cây này cũng vậy, cái này 40. Lấy cây nào cốc cốc cái gì? Lấy 40 đi. Lấy mài dùng tôi đây. Mài là gì? Mài rồi, mài cho nó sạch đó. Mài sạch hết rồi. Mài sạch hết rồi. Bốn chục này gì? À, 40 cũng hết luôn. Rồi, đi, đi. Để đây phải không chứ? Đó, giờ này chưa đây. Mình ca cho đỡ không chứ? Đó, chị đẹp mua khúc xịt mũi. Nước rửa chén. Dài một cây cái này nè. Xịt mũi 60 hả chị? Giờ nước dưới đâu nhà đâu. Rồi dạ. Nghe có hỏi chai tôi gì á. Chai. Không phải nước đâu về nhưng nhỏ thôi. Cái này đâu nhà phải không? Hỏi này xấu quắc rồi. Đâu nhà thôi. Thôi có khác nữa không? Hỏi này xấu quắc rồi, thôi đi tận mua. Chứ mà kiếm gì? Cái chai kia. Trời ơi, chai xấu đẹp thì cũng nói là nước lau nhà chứ là cái gì? Không mà lấy túi đi về đổ vô. Thôi mệt quá. Thôi lấy hai cái này nè, cho tụi túi nè. Lấy gì? Ủa hồi nãy nó muối gì quên. Có khăn ra mặt hồ không? Lấy ra 5 cái. Lấy 5 cái khăn ra bằng hồ. Rồi lấy lại nước rửa lau nhà đi chứ không sao đâu, xài đỡ đi coi được không được thì lần sau mình xài tiếp cũng được. Chạy đi có người trả tiền rồi. Lấy đó đi chị. Bông nó bông lắm tiền. Sao xế tháo ra sớm đi bộ định xịt đây sợ mũi hay sao? Có mắt em mới mắc công viện nhà bắt được quật. Đây 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 đưa làm cho. Bây giờ muốn thử hàng đúng không? Không có thử đâu, mua quen rồi. Ý là lột ở đây trước chứ về nhà mới công tháo. Đây đây đây. Thôi đâu mà thử. Đó. Rồi nước ra nhà lấy. Đó bằng thà khăn. Từ từ. Nước nhà của người ta thơm mùi về thôi chế vậy. Ủa chỉ có màu này thôi hả? Rồi thơm á chán. Ê có màu này thôi hả? Màu này với màu đỏ, màu vàng, lấy màu nào? Lấy màu đỏ đi. Rồi. Người qua thích màu đỏ chứ. Ủa nó dài quá tôi làm sao đau vậy? Có vuông vuông không? Thử rồi, nó đau quen hết chi rồi. Sao có tiền không mua cây dao cho chế đi. Mua dao hả? Ờ mua ghé mua. Để mài. Để ra chém người coi. Mua thịt về làm thịt với sắc thịt hả? Uống thuốc nó yếu, uống thuốc nó mệt. Cái gì cái này đau bằng thò hả? Ý là cái vuông nhỏ nhỏ chị. Chạy đi.
lấy lại đi, tôi lau tivi cũng có hai màu đây hả? Ừ, tại vì bà không biết thôi, chứ còn nếu như em ai mà không biết, tao lau quen cái kia rồi. Tụi em lau, tôi lau 51 tuổi rồi, lau quen cái kia. Ý là lau 51 năm hả? Không phải mười mấy tuổi lau. Cái chị bán hàng này mệt đã ché luôn á. Giờ lấy 4 cái thôi, để lau tivi cũng được. Đủ chưa? Còn có hai màu đây hả? À. Bắn gì mà mệt quá chị. Đủ chưa? Có hai màu mà mệt quá hả? Đó. Gớt nước nước cái ché. Hay à, để riêng đi. Không lắm rồi, ta để riêng nè anh hai, chị hai. Thì bà không minh là tôi khỏi nói lại, tôi muốn tài dễ vô giặt hết mẹ luôn. Rồi, còn có chưa? Sao đâu, có máy lạnh. Rồi, đủ rồi. Đúng kỳ nghe chị. Đó nè, chứ con khúc xịt mũi, nước rửa chén. Với khăn. Được quá tầm hay quá trời. 25 ngàn. Ừ. 25 là 50 nè. Đúng rồi, 160 nè. 130. 50 rồi, không anh lộn, 50, 60, 101. 101, 75. Bà lấy miếng kính đây, tính từ từ. Rồi, lấy kính tiền chị đẹp đi. 175 ngàn. Không có tiền. 175. Cái hai trái bằng chạy đi. Qua đi con. Nhiêu? 20 ngàn một cây. Thì có màu sắc nữa không? Hai cây hai màu đó. Đó, hai cây hai màu này coi đó. Thôi nó lộn lắm luôn. Hai cây hai màu vậy sao được? Thôi nó lộn. Đây nó lộn lắm. Đó. Có màu lỏ không vậy? Thì lấy một cái đồ mà đỏ hơn. Đơn gì? Đồ mà được ý không tủi. Bao nhiêu này? Bây giờ lấy cây nào mới tính được. Hai cái này 27 ngàn. 27 ngàn. Không có tiền lãnh chút nữa là tham cho nhiều mẹ. Em bữa đó dắt đi. Kính dẫn 200 đi chị. 203. Sắp. Tự đi mua bom nữa. Ừ quên nữa. Cô tổng cộng hết đây là cho chị đẹp là bên chị này là hết 200 với 243. Đó giờ qua đây mua dao cho chị đẹp. Chị đẹp. Gì vậy, Tâm? Đó mua dao gì? Đó. Lấy cái dao đi, lựa đi. Chế lấy dao chặt gà, chặt heo quay á. Lấy hàng dựt, lấy hàng hàng đẹp đi. Đẹp ha. Nó có hàng dựt. Chế thợ giới thiệu rồi. Chế thợ giới thiệu rồi. 250 của Nhật nè. Cái này Trung Quốc mà hàng cao cấp rồi. Trung Quốc là nhiêu? 250 hả? Không biết là Trung Quốc không xài được. Nè, 180. Nó mài hoài, Trung Quốc nó mài hoài, nó tốn tiền mẹ rồi. 250 đi. Tại vì cái đó nó mài hoài, tốn tiền mẹ rồi. Rồi, lấy 250 đi chị. À, tôi mua quay mà chị, không phải là tôi chảnh đâu. Em mua quay biết á, không phải là chảnh đâu. Má mất công mài hoài, nó tốn tiền cũng chết. Mài hoài luôn á, em mua quay chị đẹp ba. Má thành kinh nó là, em mua chị hàng đẹp không mà. À chị. Mất công mài nữa, khổ lắm. Mà đất 30 thêm gì đó không chị? Mà người ta phải kiếm cơm ăn chứ cũng quả nghiệp người ta lắm. Đúng rồi. Người ta kiếm cơm cũng quả nghiệp lắm á. Trời, cảm ơn người ta cũng kiếm. Rồi chế cầm đi chế. Còn còn tiền hả không? Quả nghiệp cũng quả nghiệp lắm á, người ta kiếm cơm. Tôi giúp người mà. Chế sách đi chế. Đó, nãy giờ từ mua đi. Dụng cụ cho nhiều tiền lắm Alan ché xong rồi. Phải cảm ơn vài bà. Đã khỏi lắm á. Sách nổi không chứ? Còn lẹ giúp phê đi. Đây là kêu shipper ship về. Khỏi, để dành 20 ngàn để ăn cơm. Ăn cơm. Bây giờ còn mẹ lấy nè, giờ nó thôi, chết thôi, chế cầm đi chứ con em không có đợi đâu. Giờ 20 ngàn để dành để ăn cơm. Nói giỡn thôi, chế để đằng trước đi. Đưa bịch đen đây. Đưa bịch đen. Còn lẽ nước suối cũng được. Đưa bịch đen dưới đây, lát nước suối để làm sao chứ ôm cũng được mà. Bây giờ chở chế đi mua nước suối. Lấy một thùng nước suối hay sao? Lấy một thùng nước suối. 6 chai nước con anh, 6 chai coca xong. Một thùng nước suối, 6 đốc cơ khanh, 6 coca. Một thùng nước suối, 6 đốc cực hành, 6 coca. Hết nhiêu anh? Không, 6 lon thôi. Là một lóc quá anh. Cũng ngoài chế bán quen chứ biết rồi. Coca lấy lon hả không? Lấy lon.
con treo chế đi. Cắm con tòm nha. Chúng mấy lỏng quá. Làm tính rồi. Phải làm tính. Là hết 198 không chị? Chế đi dở chưa đâu đi học đâu. Ừ mã 60. 60. 90 50 100 à chị. 198. Đây chị. Đó, sau một hồi đi ché đi chợ mua chổi, mua mấy đồ rước nước rửa nhà. Nước lau nhà, nước rửa chén rồi khúc xịt mũi với mua cho ché được cây dao nhật. Đó. Giờ cuối cùng cũng xong rồi, bắt đầu thôi còn cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn mọi người nha. Ừ, đó ché. Anh lên ché cũng cảm ơn mọi người nha cả nhà. Đó, tại anh của ché nhà nên rồi. Anh của ché nhà nên ché không dám la lớn nha, chứ không có anh ché là ché la dữ lắm nha. Chị cũng bị bệnh rồi, bye bye nha. Bye bye nha Lan ché. Bye bye nha, cảm ơn mọi người.